Rồi chị Trâm nè, ủa chị đi đâu đây vậy? Ủa? Phải chị Trâm không? Ai nè? Phải chị Trâm thiệt không ta? Trâm thiệt nha. Dạ. Trâm thiệt nha. À chị đi qua thắp nhang cho bác Năm hả? Đúng rồi, chị qua thắp nhang xong rồi chị ăn chật. Ăn chật nữa hả? Con cà phê nước ngoài kìa. Tài nó giàu có. Rồi em giàu lắm anh ơi. Một tháng nó quay cả mấy trăm triệu, mà 670 triệu tiền view một tháng á. Rồi. Chạy, chị phải chị Trâm thiệt không? Trâm thiệt. Để em hỏi một câu coi chứ Trâm giả là hỏi không được. Dạ chị. Trời ơi, đi ngang mà nói một câu vậy nghe sướng dễ sợ không? Chị Ni nè cả nhà ơi. Dạ, chào chị Ni. Chào mọi người. Chị Ni thiệt nha. Chị Ni thiệt, Trâm thiệt. Dạ. Dạ, vợ chồng thiệt. Vợ chồng thiệt luôn hả? Chị dạ. Chồng thiệt luôn. Chị Trâm thiệt đúng không? Cho em chị hỏi coi bà, chị em má nuôi của nam nữ nghệ sĩ có nhắn tin cho chị nữa không? Dạ. Chào chị. Dạ. Bữa nhắn nhiều quá nên bây giờ hết ý nhắn rồi. Hết ý hả? Đang suy nghĩ hả chị? Đang suy nghĩ coi còn ý gì để nhắn không? Trời ơi. Hết ý nhắn rồi. Sao bà má nuôi đó bà nhắn mà bà quên luôn bây giờ. Nhắn quên đúng không? Có khi nào bà nhắn lộn không chị? Hay là nhiều khi bị hack đâu á mà nhắn lộn vô số chị. bị cái đường mạng đó hack á, cái nhắn lộn vô số chị. Dạ. Nãy giờ khán giả gửi lời thăm em á Ni. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúc em nhiều sức khỏe. Hà Vinh đâu rồi? Chị Ni kiếm Hà Vinh là ai? Đi rồi. Chị Ni hỏi Hà Vinh là ai? Rồi. Em cũng không biết là ai. Sao chị quan tâm người đó vậy? Sao chị quan tâm người đó? Tại người đó khen lo em. Khen. Chứ bây giờ ở đây qua biết nhậu đâu mà ở lại chi. Khen như cái nồi vẽ rách hả chị? Chửi đến đầu đến cổ tao đi. Tao thấy vui hơn. Mày làm mẹ mắc mày mỉa tao đó tí à. Không, còn tao không có mắc cái mỉa gì hết. Chị Ni đang tính tí với Trâm hồi đó giờ không nói nó móc nó mỉa ai đó. Dạ. Tính thẳng thắn chứ không nói thẳng. Nó nói thẳng chứ nó móc mỉa ai gì không em? Không, bé nhân viên cà phê bên kia. Rồi em tới mà chú chị tưởng em bé sát chị. Hết hồn. Chị nhớ tràn qua hả? Tràn qua. Trời ơi. Chị Ni đang tìm một YouTuber nha cô chú anh chị. Dạ. Chị Ni đang tìm tìm ai? Thôi chị tìm Hà Vinh gì đó. Không, ý là chị thấy là lạ. À, hỏi thấy ai? Khen. Dạ. Tại ý là chị hỏi là sao vậy? Ví dụ như bên đây có sai thì sửa, đúng không? Dạ. Chứ để anh em mày gắn bó 2 năm mấy rồi tự nhiên lên cây xích mất như vậy thì cũng phải có nguyên do chứ sao. Yeah. Sao mà bị chửi như vậy. Yeah. Thì bây giờ cái người bị chửi là trước tiên là nhận sai đi, thì ví dụ mớm nó không hỏi được thì chị hỏi. Yeah. Sao đâu mà ví như cái vẽ rách thì kỳ quá. Đâu chị đâu có ví gì vậy? Không, bạn kia ví Hồng Loan như là cái nồi vẽ rách sợ mà rất là nặng thôi, tí sai tí nhận sai thôi. Dạ. Mày thì quá sai. Ai đẹp trai là hay sai lắm. Ai đẹp trai hay sai hả? Ông Tý, ông tự nhận ông đẹp trai á. Chứ cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy Linh Tý đẹp trai nha. Ai thèm Linh Tý á, chứ tôi đâu có thèm đâu. Dạ. Mấy người thèm, mấy người lên, mấy người la, nói âm sùm. Nhưng mà mày biết là mày biết là mày giống như là báo giặc của ông Tý vậy đó. Đúng rồi, bà giống như là một cái gì đó thì đừng lạ hay là một quá thiên thạch gì đó. Không có gì không phải là loại người này. Không, tính ra ông Tý nó quen nhiều chứ bộ. Ừ. Và tôi rất hãnh diện về điều đó nha. Mọi người nói rồi nó từng chạy, nó kiểu nó quen nhiều việc đàn ông em mà. Em quen nhiều, em quen đều thôi. Quen đều. Vợ anh quá đẹp trai. Cắt cho em tờ giấy anh. Nhưng mà kiểu nó em mọi người sai. Nó status như vậy chị nợ nó cái là đúng, nó nói là chị Ni, mình dù là đàn ông không bao giờ em nói về phụ nữ, mặc dù là em đúng em mà không nói. Để em nói. Nó như vậy là rất là đàn ông á. Dạ, được 10 điểm. Chứ không phải là... em sai, tại em đẹp trai, em sai. Mặc dù là cái ơi, nghe xong mà tao bớt sốc nghe. Nhiều tuổi mà sai. Chị mớm mà sai. Ủa đâu ra cái gì bà? Trời ơi, dạ. Không, tại vì nó ăn bớt sai, mày phải đi ra liền. Mày biết không, cái ngàn vàng mà nó cho người ta nó không kiện. Nó cho không đó. Chị ơi, đâu có biết lúc đó là ngàn vàng hay là đã ngàn vàng trước hay là sao nữa. Nhiều khi ổng 12 tuổi ngàn vàng rồi đó. Không, nó nói nè. Không, ừ. Phải cho người đó không đâu, cái ngàn vàng đó. À, tại hình thấy hình tuổi đó. Thì là người khác nữa hả Tư? Người khác nữa. Trời ơi, chấn động nha. Thì ra người đó không phải là sở hữu đâu. Mà nha, mọi người ngại nhiều khi. Tại vì á, chị biết không? Trâm nói thẳng luôn nha mọi người nha. Nam nữ nghệ sĩ á. Dạ. Nhiều khi nghĩ á, là sẽ nói ra cái chuyện mà à, hồi xưa ông Tý ở với ai vậy, ai kêu đúng cái người đó ra để nói. Ừ. Để mà đánh vô gia đình của Trâm. Dạ. Nghĩ là tụi em sẽ gây lộn nhau. Trời ơi, sao anh vậy đồ gia đình tan nát. Dạ xin thưa, gia đình này có nát hay không á
là tự Trâm lấy cây búa đập sạch nhà Trâm. Dạ. Chứ không có một ai mà cầm búa đập được Trâm hay là đốt nhà được Trâm hết á. Có thế lực nào mà mạnh dữ vậy? Đốt nè. Nên là tụi bay khỏi có nhờ đứa nào mà đốt nhà tao đó. Lấy chưa? Chuyện giờ giờ lớn giờ em giờ nhỏ nè. Mày giữ nhà quá. Phải là gì? Hãy gì đó là Hà Vinh có thì cơ bên cứ gọi. Gì lúc 3 tuổi hả? Hỏi là sao mà chửi mớm vậy, ý là mớm nó sai gì, chị hỏi là có xích mất cái gì không, mớm nó kêu mất không có biết, tự nhiên em bị chửi chứ mà không biết gì hết chị ơi. Đó. Tự nhiên bị chửi ngang vậy hả? Hỏi sao? Chắc cũng giống như anh Tý á, đẹp trai là sai, còn chị mớm là đẹp cũng sai. Anh Tý đẹp trai sai, dạ. Con mớm không đẹp cũng sai luôn. Cũng sai luôn hả? Mớm cũng sai nữa hả? Bên nhóm tụi mình là cái quy quy gì cũng sai đó. Bị mớm thôi mà sai gì đâu. Mớm cũng sai luôn, tại sao mày mớm? Khó hiểu. Rồi tôi đưa giấy đăng ký kết hôn lên tôi sai luôn. Cũng sai luôn. Người ta chứng minh mà cũng sai nữa. Mớm ơi, tại sao chị mớm nhà để chị chăm nó vậy chị mớm. Không thì ở đây không ai biết nhậu đâu mà. Nó nhỏ ghê ha. 100 cái máy quay đây hai người nói xù xì. Nó nhỏ xíu luôn, ai cũng nghe hết trơn. Nó nhỏ ghê ha. Xù xì. Cái mít gắn nãy giờ trên áo tí á. Ôi, nãy vui lắm á, Trâm, lúc mà em cầm cái máy em vô đó. Nói quá thì nói luôn đúng không? Máy em đâu có bấm máy đâu. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Còn ba miền á thì chị quay cái mái tóc không à, không thấy mắt đâu. YouTuber này không được rồi. Ủa? Mới nhú. Chị thấy hình mà. Thấy hình. Chị quay cho anh xem đã nữa. Không có bấm máy. Ủa trời đất ơi. Ủa cái gì? Sao ông Khang, ông Khang quên bấm máy vậy? Dạ. Ông già đó chị. Già rồi. Già quá nó vậy đó. Nó già quá thôi. Già cái cỡ cái bà kia á. Ủa bà đón xe bút thì gì mà lâu chứ gì. Đang kẹt xe. Trời ơi, bà đi chỗ người ta tự nhiên á. Dạ 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 dạ. Mình xuống nhiều hả Tâm? Tôi nói ai đụng tôi nói, nó nói rồi rồi. Tôi nói nó dài. Một ngày 80 cái status. Ờ, ai biểu đụng với tôi chi. Một ngày tôi lên 80 cái status cho biết. Không? Rồi tôi lên 80 cái clip. Tôi lên vậy đó, ai nhột nhột chứ tôi đâu nói ai đâu nè. Nhưng mà tôi chưa nói tới ai bao giờ luôn á. Nhưng mà nhớ bà mẹ nuôi bà có nói gì chị chia sẻ cho mọi người biết chứ nha. Thì đó, chị chỉ chia sẻ nhẹ đó chứ như là cái máy của bà bị hack hay sao á. Dạ. Bao nhiêu tin nhắn tự nhiên tràn qua máy chị chân. Rồi bao nhiêu cái lời nó hack lộn á, camera hack lộn camera nhà chị. Bao nhiêu cái lời tràn vô chân. Nhưng mà nói nào ngay á là mẹ không có thích con dâu. Dạ. Mẹ với con dâu rất là trục trặc với nhau. Dạ, mua đồ hả? À. Tất cả là dạ, con dâu dạ, sai mua hả? Đồ đi à, để xe đó à. Con dâu là sai hết hả chị ha? Mẹ chồng nàng dâu không có hợp với nhau nha. Còn nhà Trâm là mẹ chồng nàng dâu hợp nha. Dạ. Thích Trâm với Cẩm Thu hợp thuận thảo nha. Không có như nhà người ta nha. Mẹ chồng nàng dâu rất là hợp nha. Đó. Chị làm thái độ gì vậy? Chị nói gì đâu. Mẹ chồng Trâm mới vừa gửi đồ về cho Trâm đó nha. Mà Trâm không có dám úp Trâm khoe. Giờ mà Trâm khoe gì Trâm sợ người ta nhảy đổng lên. Ừ. Giống như là nước sôi đổ vô. Hóc. Hóc. Hết hồn. Sao chị em mình giống nhau với ta trùng hợp ý kiến như ta. Hết hồn luôn á. Giờ không dám khoe gì luôn á. Thiệt á. Mẹ chồng mới gửi về cho mặt đóng đồ. Tại mẹ nó nghe nói mặt đồ quay lại tưởng bung con. Không. Dùng dùng. Tưởng thì bung luôn á. Thôi tưởng bung đó. Tưởng bung. Tưởng bung. Nó coi lại mày lên. Ông gì ai chứ ông miệng mình à. Là ai đó. Bây giờ tưởng là con trai biết chứ không. Em đi nói tóc đi mớp cho giống con gái. Hả? Em đi nói tóc đi cho giống con gái. Nghe em để tóc ngắn sẽ tưởng em trai á. Tưởng em bị đẹp cái á. Chị Ni ơi, chị Ni hôm bữa trên cái like của với chị Mèo á, chị Ni có nói là tháng 11 là sẽ có sự kiện đúng không? Dạ. Nhưng mà chưa biết ngày nào đúng không chị Ni? Từ ngày 1 đến ngày 30 đầu. Đúng rồi em, tháng 11 dạ. Có sự kiện, 18 tháng 11 sinh nhật chị. Sinh nhật chị. 18 tháng 11 sinh nhật em. Có sự kiện. Mà nói hả?
Tôi nói chạy mua một cửa cho bố đi nữa. Thôi, nhà này không uống sữa. Sợ sợ hãi chị. Ai chứ? Nhà này không có thích pha sữa uống. Ai uống tự pha? Uống gì? Uống yến mình tự pha. Trời ơi. 18 thì anh phú tí anh làm gì đó hoành tráng ghê. Phú tí là sao? Phú chí. Dạ phú chí. Tại trên đó luôn đi. Đẹp em biết. Tí. Mày lại tay ngang xưa. Tí. Tổ chức ở trên Thai Coffee luôn đó. Còn thì đang tính là tổ chức ở ngay 68 tầng nè. Trời ơi. Mà khách tới. Ôi, tôi chỉ chỗ anh Huy đó. Khách tới là nhảy dù xuống. Nhảy dù hả? Ok không? Nhảy xuống sông Sài Gòn hả? Để tính coi sao? Để tính mày mang giá lên mày. Cao hơn mới trắng, mới trắng đó. Ok không? Ôi, hai người sợ đâu cao nhất mà sợ. Quá anh Huy ha. Quá anh Huy không có đồ ăn. Quán Huy đâu có đồ ăn đâu. Mình bút đồ ăn lên. Hôm nay giờ quán Nguyên đem Nguyên hay quay vô. Bạn nghĩ sao vậy? Nói chung mà cứ mới làm con gà người gặm con được rồi. Không, lát nữa em tư vấn cho có một quán đẹp luôn. Bao đẹp, okay. Gần nhà chị. Đó. Mà quán hôm bữa em up đó chị. Em sinh nhật em up đó. Hôm bữa cái video short em up nữa, quán đó đó. Bao đẹp luôn. Ông Huy cũng tới đó rồi á. Quán có bia không? Có bia. Dạ có bia. Bà chờ mới nói tôi hay gì vậy? Cái gì của ông cũng phải là của tôi sao? Đúng rồi. Đúng không? Ủa chị Trâm. 18 tháng 11 là có tổ chức sinh nhật. 20 tháng 11 có gì không chị? 20 tháng 11 thì chị đi tặng quà những cô thầy giáo ngày xưa. Dạ. Chị mà vừa lòng. Hỏi khó. Em nhớ nói là chị cũng có học trò nữa mà. À, chị có học trò. Dạ đúng rồi. Thì bữa đó là em qua em nhận quà phụ nha. Ủa mày học trò tao hả? Em qua phụ thôi, em qua YouTube mà. Đó là học trò rồi, dở lên thật là đồng nghiệp hết trơn rồi. Làm đồng nghiệp? Giờ tụi nó đi diễn nhiều lắm rồi. Dạy nó bây giờ nó thành đồng nghiệp luôn hả? Không dám nhận học trò nữa. Không dám nhận học trò nữa. Dạy biết bây giờ nó lên đồng nghiệp với mình luôn à? Nhưng mà mình nói chuyện mà đi mình nói chuyện với nhau, mình chăm lo với nhau. Không, mình chăm lo với nhau. Chắc có quầy. Có quầy bảo đứa. Hài năm nay chứ không có. Năm nay chắc không có. Nhiều khi nó không có chứ nhiều khi cuối năm cái tự nhiên nó có. Trời 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 phan chị Trâm nghèo quá cả nhà. Ôi trời ơi trời ơi. Chị nó chói quá. Trời ơi nó chụp chiếc nhẫn của tôi. Ôi cả nhà. Nè, mấy đứa này nướng nó bộn không? Trời nhỏ như vậy. Cái dạo rồi 67 triệu. Ủa? Chợ Kim Miên đáng đầy. Cái bên chợ bà chị. Chị không biết chợ Kim Miên nha. Ủa, đây hả? Chị không biết chợ Kim Miên nha. Ở đây nói lộ liền. Chợ Anh Đông. Chị cũng không biết chợ Anh Đông nha. Chị chỉ biết chợ là mấy chợ lớn lớn thôi, như chợ Bến Thành thôi á. Chợ nhỏ chị cũng có biết. Rồi. Biết chợ Bến Thành thôi. Dạ, chị ở dưới quê hả chị? Chị ở dưới quê nên là chợ Anh Đông đồn chị không biết. Chị hàng biết chi? Chợ Bến Thành thôi. Nhìn còn phèn quá. Được có thuốc không? Nhìn phèn quá hả? Dạ. Ủa, chân chị mang ra giá 10.000 mà em thấy phèn sao vậy? Phèn quá. Ra giá 10.000 mà thấy phèn sao? Phèn quá không biết chợ Ăn Đông là ở đâu? Thumbnail đi tại thumbnail. Thumbnail rồi, ok. Cái giỏ nha. Cái giỏ này bao nhiêu chị? Cái giỏ 37 triệu. 37 triệu. Cái giỏ 670 triệu. Trời ơi, đó, để em ra em zoom sát cho các cả nhà. Đó, cả nhà không? Giỏ 67 triệu chứ nhận 670 triệu. Mà không biết chợ Ăn Đông. Làm một điệu vậy, nhảy á. U nào u nù gì đó. Có gì để điểm thôi, không có gì. Hay luôn á.
chị Loan thấy anh Tăng mập thấy Tăng mập không? Có nhảy chung ghép với ghép clip chị á. Chị thấy anh Tăng mập ghép clip với chị không? Đã hồi coi clip này đó em. Có hả? Đúng rồi, nó bị quay bị con lương chọc. Nó chạy qua quận 2 nó chạy lại đó. Bữa nay đây hôm nay phải chở được đèn nó vô được. Ở đặng nó làm sân khấu rét gì á. Sự kiện thôi. Kìa. Tài xế là bà là người quen với mấy anh em YouTube đó, kéo thời gian đó chị. Hồi tối chị ngủ ngon không chị? Chị Trâm tối hôm qua chị ngủ ngon không? Vậy mà có người đồn chị nói là chị mất ngủ. Ôi, vậy hả? À. Có người đồn chị với anh Tí, hôm qua chị lên cái clip chị nói không chị với anh Tí gây lộn. Hôm qua buồn á, hôm qua buồn ngủ sáng đêm. Buồn ngủ. Buồn quá ngủ sinh viên vợ chồng ta quen tôi gặp tôi đụng hổ cho rồi mà tự nhiên lên khai vậy giờ. Vợ chồng người ta đã ăn vậy mà ăn thịt hồng hài nhi này chứ 12 năm tự nhiên không dính gì cho má nó lên nó nhảy sồn sồn lớn hơn con ta mọi người đang qua nếu mà đang nói thông tin nữa mọi người đang nghi ngờ Thuận Bông không phải Thuận nha, anh này tôi ca nhạc nghe chứ không phải Bình là điện ảnh đâu nha. Nít mà lớn lên 78 tuổi đừng nghi ngờ Hùng Thuận tội nghiệp Hùng Thuận nha. Một người này hồi đó làm nghề nhưng mà bây giờ người ta bỏ nghề rồi nên là mọi người tìm không có ra đâu nên không phải là mình hồi xưa thì nhỏ nhỏ đi hát người ta hay gọi là thần đồng. Ủa, hồi ai, xưa có rất nhiều thần đồng nha mọi người. Ai nghi ngờ anh Thuận hả? Tại vì thấy như rất nhiều khán giả comment lên tại vì Trâm nói á là nó ngủ với lại một bạn anh Tí lớn hơn anh Tí một tuổi cũng là thần đồng cái thời đó thì khán giả comment lên là Hùng Thuận nhưng mà xin đính chính lại là không phải Hùng Thuận nha. Nói vậy tội nghiệp Hùng Thuận cái nào đúng thì thôi. Cái ông nói nữa nó hôm qua cái ông nói nữa là tại vì á cái người đó là hồi xưa thì làm nghề nhưng mà bây giờ cái người đó không có còn làm nghề nữa nên là mọi người tìm không có ra đâu. Mọi người khỏi có gọi là có suy nghĩ về tên một người nào đó. Rồi cô chú anh chị mình có người suy nghĩ, có người comment bé Châu. Trời ơi, bé Châu nó có chờ nó có chút xíu. Bé Châu với Tí cùng tuổi không? Không, bé Châu nhỏ xíu à chị. Bé Châu hồi đó có chút chiếu cỡ bằng hình buôn mình bây giờ à. Mà người đó có mớm không chị? Người đó có bị mớm không? Nhột. Trời ơi. Em hỏi cho chính xác cái chị. Hôm qua giờ em cũng nghe gì đạo diễn gì võ không lon là ai nữa. Ấy em diễn võ không. Đạo diễn không có em nữa kìa. Có hả? Có. Có cái tên đi trang em luôn. Có. Rồi xong rồi người ta đi quay, nó cứ kêu người ta đi quay vậy đó. Nhưng mà nó không trả tiền. Nên là mấy anh chị em nghệ sĩ lên post nó. Có. Đúng, nó tên đúng giống như em luôn. Nhỏ nó tên đúng giống em luôn. Công ty làm phim nhỏ nó tên giả Hồng Lan luôn. Thì hôm qua chị thấy là chị Kiều Trinh lên post nè, chị Bích Hằng lên post. Đây à? Tại vì kêu người ta đi làm hẹn ngày trả tiền rồi anh chị em đi làm đường xa vất vả cực khổ mà về cứ hẹn hoài. Bởi vì có nhiều cô chú vô hỏi ủa con không có trên mạng luôn chứ không nó dạ không luôn. Trời ơi. Từng con có bán không hồi nhỏ lớn vậy. Có diễn đâu ra. Dạ có. Mà chủ đạo không à. Muốn khô muốn cá được không à. Quá trời, trùng tên nha. Trùng tên, trùng y chang tên luôn á. Trùng y chang họ tên luôn. Nhưng mà biết. Có biết mặt người đó không chị? Biết, chị biết mà trong nghề. Mà người đó có mớm không? Quá trời bớt mớm. Không, nhỏ đâu có mớm, nhỏ đó hồ. Nhiều khi nó lợi dụng nó lấy cái mớm luôn hả chứ. Nó thấy quàng quàng lấy luôn cái mớm. Nó đi niền răng lại cho mớm giống luôn hả? Dạ đúng rồi. Không mớm nó núng qua đây. Ủa, đây chị dứt ra cái mớm. Xem lại chị. Nhá kêu gắn sát vô rồi. Ủa sao xe gì mà một tiếng đồng hồ là bị bé cầm? Không, đang kẹt xe với lại mưa, gió. Đó, màu xanh nó đậm xanh luôn. Giờ này kẹt xe á. Không, xe không phải luôn. Tại vì bị số vàng mới đúng. Số trắng là bị số gia đình. Sáng hôm đó ông cười tôi chung em rồi đó chị. Mấy chị buổi chiều nay rất là vui nha cả nhà. Chị Trâm, anh Tí nè, chị Đi, chị Loan nè. Thôi như vậy nó cũng là ok.
mấy phút nữa con? 9 phút. Trời ơi, mình 4 phút rồi. 9 phút nữa. Lớn phút rồi. Lớn phút rồi. Phải đó không? Đồ chạy cũng nắng nè. Nè, ăn gáp mày nè. Điều đi không? Có gáp không? Đó là mặt anh mình sợ quá, phải không ăn không đi. Rồi, không biết. Ừ, anh thế này, thế cái kia. Giao sữa hả anh? Giao sữa hả anh? À, biết sao, bâm ốm quá, nó mua sữa tăng cân về chân bâm uống á. Sữa không tiêu. Truy sát thằng này luôn, trời. Chị nên nhìn chị chăm nha. Tao thấy nó cũng sợ, tao đâu chính đục nữa. Chị thấy em chị sợ tại vì chị hèn à. Chứ nhiều người thấy em đâu có sợ tại vì người ta dữ hơn em. Mớm mày sợ tao không mớm? Bắt năm thấy tôi mà còn xanh mặt mà. Này đội đá thôi, này đội đá nhà tao giùm mày. Ở đó, ở đó đứng dưới đây nè. Đội đá không? Linh tươi, Linh tươi. Dạ con chào bá đó nha. Dạ con chào bá. Nó bắt cái bụng chào bá đó. Con ngao hô nó đi xuống. Mở cái cửa này nè. Cái mỏ nó hô mà nó đang ngủ một thì mấy hay ra. Ôi mất dạ. Nó đưa cái mỏ nó ra trước mà nó đang ngủ. Thiệt hả? Chị, cho em kiếm Linh tí. Ôi, chị về lâu rồi mà. Bắt nằm xuống. Đâu có một tí ở đây mà gọi trội lá chửi ông sầm ông đang ngủ. Ở đây ấy là đi qua nhậu hả? Ông tí đi qua nhà mắt năm nhậu, dạ. Đó là giao thừa. Dạ. Đó. Có xe máy không? Rồi xong rồi rồi ổng nhậu xong rồi ổng kéo đi chơi với bạn ổng một chặt nữa. Dạ. Yeah. Đó. Rồi qua gõ cửa mà chọi đá vậy đó. Qua gõ cửa. Đó. Gọi điện thoại bị phá máy, bị bắt sóng á. Chồng đó, sống ngoài dọc cũng mệt. Đó, bà sợ quá là thanh ai chọi đá nhà thâu chứ. Sáng năm mà còn nghĩ là tụi bay sự kiện lớn thì tụi bay đi mà đúng không? Sao? Ôi cái gì thì mệt quá trời. Vậy nói. Ý là hai vợ chồng mày đi luôn đúng không? Sinh nhật hả? Ờ. Sinh nhật ai? Sinh nhật chị á. Ờ. Hai chồng tự đi về đi. Ừ. Nên bởi đi năm nay đâu có làm đâu. Phải mời sở quay đi phải không? Tại càng ngày chúng nó càng ghét. Đâu ở tại vì đâu. Đòi lên độ cao không mà chị không chịu lên. Đó thì hai chồng đi thôi chơi đi. Không sinh nhật năm nay chắc đi Thái. Đi Thái hả chị? Sinh nhật năm nay chắc đi Thái. Thái Lai quận 5 nhiều. Quay lại kìa. Quay lại. Nếu mà ai trả 200 đô chắc sinh nhật hoành tráng nha. Đúng rồi, nếu có 200 đô là sinh nhật hoành tráng chứ giờ khổ quá. Nghèo quá. Mấy này bán ế. Ế nữa chị. Bán ế. Mà 200 đô hoài không trả gì trơn. 200 đô hoài không trả. Vậy mà cứ chửi người ta ăn chật. Ê, biển số vàng kìa. Nghe lại thôi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Còn tạm sao rồi. Nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi luôn. Lại đằng kia đang là cái ấu á, không có đi được. Bà không biết muộn không nó cao hơn nhiều. Cao hơn nhiều. Ai? Chị bà mũi của em là. Trời ơi, bà mũi nó cao hơn nhiều. Ờ. Bà mũi nó cao lắm. Phúc lắm. Bây giờ chặt sơ mi rồi à. Cái lâu lâu nó sao? Đi chơi, đi chơi bà mũi. Anh bị đau chân. Chặt sơ mi rồi. Cao lắm á, mang khó lắm á. Chị cầm cái vỏ cẩn thận nha chị. Cầm cái vỏ cẩn thận chị sợ lắm á. Dạ. 67 triệu cái vỏ lần á mấy đứa. Dạ. Cặp nách đi chị. Mở sao. Nhét vô trong. Không có gì lên bán được cái gì đó. Ai mà đâu. Phải đặt câu xanh đó không? Ngoài ngoại sao bà má ơi. Em cứ để chị cưới chị. Đó. Hello, ai vậy? Bên nè, bên nè. Bên nè, bên lý quá.
đây mà con bé Na nhìn nó còn nhí hơn con bé Su nữa. Con bé Su nhìn tưởng chị nó đó, đúng không? Bé Su nhìn rào mà nhìn cái nét bé Su nó cứng hơn Na, cái nét nó nhí hơn. Xem sẽ chà vậy nè cho bả. Bả dính trứng nè. À. Anh Tý cưng hả? Đó, rõ ràng không? Anh Linh Tý chứ cưng bích chân mà rất là cưng nha cả nhà. Tối anh có ẵm chị Trâm lên ngủ không, lên giường không? Chị đâu có bị liệt mấy đứa. Ủa, nó có bị liệt luôn vậy đó. Ồ tài ơi. Hả? Vậy mà em nghe nói là anh Tý là hay ẵm chị Trâm lắm. 39. Ủa vậy chứ anh giao hàng anh không biết đường cho anh hỏi là hỏi làm sao? Giao hàng. Bỏ giao. Cho ào mình. Giao hàng mà đi kiếm hoài không ra được. Nhiều. Đến na quá. Cô có phải từ Gại Huệ có đến không? Em là cái mẹ rồi. Sẽ tới rồi. Lấy tới rồi kìa. Bỏ tới lại đây ơi, xuống đi sao. Đúng rồi, xem một cái. Dạ. Chào chị Ni. Gặp lại. Đợi nó đi luôn rồi. Cái gì vậy? Đúng, lại. Đúng số xe không con? Con dạo này cũng nói gì cha nữa trời. Anh quay đầu đó. Anh quay xe đó chị. Anh quay xe lại. Anh thấy mà, bà đi đứng dần dần thì tôi thấy. Đi đâu vậy? Sao thấy đông quá vậy luôn rồi. Anh lướt qua đời nhau anh chạy mất tiêu rồi. Sao anh có lướt qua đời nhau vậy? Nói anh quay đầu đi. Chắc anh vô hẻm á, anh quay lại. Hả? Thả lỏng chân ga nè chị ơi. Mà thẳng vô trong hẻm rồi. Trời ơi. Trời không biết cái hay không. Không chạy nó chi là người bớt mà tay bớt. Bớt nhiều chuyện lại. Thiên An làm gì nó núp lùm bên đấy vậy trời. Thiên An đó. Rồi anh phải thay gì xuống không? Biến mình.